Rõ ràng, bạn tham gia giao dịch để kiếm tiền và để đạt được giấc mơ về tự do tài chính. Tôi hiểu, đó chính xác là những gì mà tôi muốn khi mới bắt đầu bước chân vào thị trường Forex. Hầu như 100% những người tham gia giao dịch đều được vẽ lên một bức tranh về một cuộc sống sung túc, giàu có sau đó. Bạn có đồng ý với tôi rằng đã có lúc bạn từng nghĩ là có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc giao dịch? Tất nhiên, mơ ước về những điều như vậy là không sai, gì đó đều là những mục tiêu có thể đạt được nếu bạn chăm chỉ, hoàn tất các công việc một cách hoàn hảo và quản lý vốn của bạn đủ lâu, duy trì thói quen này từ ngày này qua ngày khác và kết quả mà bạn muốn sẽ từ từ xuất hiện. Tôi chắc chắn không muốn phá đi những giấc mơ, hoài bão của những người mới tham gia vào thị trường vì hồi xưa tôi cũng vậy, nhưng lý do mà tôi viết bài viết này là giúp cho các bạn lên kế hoạch để hiện thực hóa giấc mơ, và để làm được điều đó, nghe có vẻ lạ, trước hết bạn nên đặt những giấc mơ đó của bạn sang một bên và nhìn vào các yếu tố thực tế có thể giúp chúng ta đạt được ước mơ của mình. Chúng ta cần phải thông minh hơn, thực tế hơn và bỏ ngoài tai những yếu tố gây sao nhãng. Bạn sẽ chỉ có thể kiếm được tiền nhờ vào giao dịch chỉ khi bạn thực sự trong cuộc chơi với những lý do đúng đắn. Và hầu hết, nhất là những người mới tham gia thị trường, đều không có lý do đúng để bắt đầu giao dịch. Bạn thích tiền hay là kinh nghiệm? Cho phép tôi hỏi các bạn điều này, bạn có thật sự yêu thích quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về thị trường, nhìn vào các biểu đồ và tiến hành giao dịch? Bạn có thật sự yêu thích trải nghiệm nó? Hay là, bạn chỉ tham gia vì bạn nghĩ thị trường này có thể giúp cho bạn kiếm được rất nhiều tiền một cách nhanh chóng? Có lẽ hầu hết các nhà giao dịch mới đều sẽ thừa nhận, mình ở ghế thứ hai. Trong giao dịch, hay trong kinh doanh và cuộc sống nói chung, nếu bạn không yêu thích từng mắt xích trong quá trình giao dịch, bạn khó có thể đạt được mục tiêu của mình. Hãy nói to câu này 5 lần trước khi bạn tiếp tục đọc. Vậy, làm thế nào bạn có thể thật tâm đánh giá được rằng bạn yêu tiền hay yêu kinh nghiệm qua từng giao dịch? Dưới đây là một số tín hiệu chứng minh rằng bạn đang giao dịch với lý do không chính đáng. Bạn đang giao dịch với số tiền mà bạn không cho phép bản thân chấp nhận thua lỗ. Nếu bạn đang trong tình trạng đó, tức là bạn đang quá tập trung vào việc kiếm tiền. Những người nào đặt quá nhiều rủi ro vào một lệnh và không muốn lệnh đó thua thường sẽ như trường hợp ở trên, là vì họ chỉ muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng và họ chỉ quan tâm đến phần thắng chứ không nghĩ tới khả năng có thể sẽ thua và mất tiền. Kết luận, đừng giao dịch với số tiền mà bạn không thể chấp nhận nếu bạn thua. Bạn chỉ tập trung vào việc kiếm tiền là chưa đủ, vì bên cạnh đó bạn còn cần phải có kế hoạch và chiến lược giao dịch. Công việc giao dịch thật sự không nên chỉ xoay quanh vào việc kiếm tiền. Tiền chỉ là điểm số của bài kiểm tra về khả năng tuân thủ quy tắc, luật lệ và kiên nhẫn trong một thế giới đầy sự cám dỗ. Nếu bạn đang giao dịch và đặt sự quan tâm đặc biệt của bạn vào quá trình, và bạn hào hứng với những kinh nghiệm mà bạn kiếm được, tiền sẽ tự khắc đến với bạn như một phần thưởng xứng đáng. Nên nhớ, điểm số tăng thì bạn thắng, điểm số giảm thì bạn thua. Bạn đã tưởng tượng những món đồ đắt tiền mà bạn sẽ mua được sau khi kiếm được tiền trên thị trường, bạn chỉ nghĩ về những phần thưởng mà quên đi những rủi ro tiềm ẩn. Tôi biết rằng rất nhiều những nhà giao dịch mới hào hứng với những việc mà họ sẽ làm sau khi kiếm được tiền bằng giao dịch. Chúc mừng các bạn, vì các bạn có khát vọng và có mục đích cụ thể, tuy nhiên đừng để chúng làm lu mờ đi lý trí của bạn. Bởi vì, một khi bạn lên kế hoạch cho việc tiêu những đồng tiền mà thực tế là bạn chưa kiếm được, thì tư duy giao dịch của bạn ngay từ thời điểm đó chưa được thiết lập đúng rồi. Bạn tiến hành giao dịch với lý do không chính đáng, thậm chí là giữa đêm trước khi ngủ, bấm nút ghi và sang như trào cá cược. Bạn không cảm thấy thỏa mãn nếu không có lệnh nào đang chạy, đó chính là dấu hiệu bạn bị nghiện giao dịch và tôi cam đoan với các bạn, điều đó sẽ chỉ làm cho tài khoản của bạn nhanh chóng bị sụt giảm. Bạn bắt đầu say mê với những thị trường mới nổi đầy cám dỗ như tiền điện tử, Bitcoin, lời khuyên là đừng quá tham lam, vì nó sẽ khiến bạn bị nghiện giao dịch, nghiện phân tích và dẫn tới mất tiền. Tôi đã đặt trái tim và tâm hồn của tôi vào công việc và chìm đắm trong quá trình đó Jinsen Yanko. Còn đây là những lý do chính đáng. Bạn nên giao dịch vì bạn yêu thích công việc giao dịch, thích sự minh bạch và sự đơn giản. Bạn cũng phải yêu thích từng quá trình giao dịch, đừng chỉ có mơ về một cuộc sống giàu sang một cách nhanh chóng, nếu không bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Trong quá trình giao dịch, bạn cần chuẩn bị cho mình một phương pháp với lợi thế chiến thắng và một tư duy tốt, lập kế hoạch, ghi chú lại và lập bản tính một cách nghiêm túc. Khi bạn bắt đầu làm những việc như thế này, bạn biết rằng mình đang đi đúng hướng. Trở thành người làm việc có phương pháp và có một kế hoạch giao dịch bằng cách luôn giữ một cuốn sổ tay giao dịch bên cạnh, đó chính xác là điều mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp rất hay làm, những người thực sự tận hưởng từng mắt xích trong quá trình mà họ thực hiện một giao dịch.
Những điều này giúp bạn có trách nhiệm và giúp phát triển tính kỷ luật cũng như thói quen giao dịch phù hợp. Bạn sống và thở cùng với thị trường, đó chính xác là những gì bạn nên làm. Vào mỗi giây phút rảnh rỗi, bạn sẽ đọc những bài phân tích, tâm lý giao dịch, giống như bài viết mà các bạn đang đọc, những cuốn sách cổ điển như The Market Quiza, Trading in The Zone. Gia đình và bạn bè của bạn không hiểu về việc bạn đang làm, các cuộc nói chuyện dường như trở thành các cuộc tranh luận gay gắt, và bạn cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị cách ly. Bạn bắt đầu tìm kiếm những người có cùng mục tiêu và chí hướng. Bạn luôn phấn đấu để tự phát triển bản thân mình. Hơn tất cả, công việc giao dịch rất phù hợp để tự mình phát triển bản thân. Một người thành công trong lĩnh vực giao dịch sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác. Những tính chất như kỷ luật, sự tập trung, sự đam mê và kiên nhẫn đều là công thức chung để thành công trong cuộc sống, không chỉ là công việc giao dịch. Bạn là người thích sự cạnh tranh, bạn thích những trận đấu. Ý tưởng cạnh tranh với hàng triệu người giao dịch khác và tự đặt mình vào vị thế phải trở thành top 10% người kiếm được tiền trên thị trường này. Sự cạnh tranh không chỉ giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền, nó còn giúp cho bạn có được sự tự tin trở thành người tốt hơn những người giao dịch khác và bạn sẽ chiến thắng được họ. Đơn giản là bạn thích nghiên cứu thị trường, bạn thích phân tích biểu đồ nến, bạn thích kinh doanh, thích các doanh nghiệp, bạn thích học hỏi kinh tế vĩ mô và thậm chí bạn xem hoặc các trang tin tức liên quan doanh nghiệp ngay cả khi bạn đang buồn chán. Kết luận, nếu bạn muốn sống khỏe và sở hữu một thân hình lý tưởng thì bạn phải thật sự yêu công việc tập luyện và ăn uống lành mạnh. Chỉ khi bạn thật sự cảm thấy thoải mái và hào hứng trong lúc tập luyện thì bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Giao dịch cũng tương tự, để kiếm được tiền để mua xe, mua nhà và hưởng thụ cuộc sống mà bạn mơ ước, bạn phải có sự quan tâm lớn đến từng mắt xích trong quá trình giao dịch, nếu không bạn sẽ phá vỡ quy tắc tối thiểu để thành công trong thị trường này. Như mọi người thường hay nói, con quái vật cần chinh phục thực sự chính là những chi tiết dù là nhỏ nhất trong một quá trình tổng thể. Để thành công trong giao dịch, bạn cần phải kiểm soát nguồn thu nhập. Bạn phải tin tưởng quá trình thực hiện, tin vào trực giác, tin vào bản thân. Quan trọng nhất vẫn là phải yêu thích từng giai đoạn trong quá trình thực hiện giao dịch nếu bạn muốn đạt được kết quả mà bạn mong muốn.